Trân trọng kính chào quý khán thính giả đón xem chương trình Xoáy Tim với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 24 tây tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, sau một thời gian dài, bên phía cựu Tổng thống Donald Trump lúc nào cũng vẽ lên hình ảnh của ông Joe Biden là giống như là một cái xác đã chết não, biết đi trên sân khấu và đôi khi cũng không biết là đang đi về đâu. Đó là hình ảnh mà bên phía cựu Tổng thống Donald Trump vẽ ra cho ông Joe Biden. Nhưng bỗng dưng trong những ngày gần đây, phía ông Donald Trump bắt đầu thay thái độ, dùng những từ ngữ khác hơn. Những từ ngữ cho rằng ông Joe Biden là một đối thủ xứng đáng trong cuộc tranh luận sắp tới vào hôm thứ Năm. Tại sao có sự mà gọi là đổi hướng như thế? Đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Ông Trump thường nghĩ là ông Biden là lú lẫn, không xứng đáng để mà nói chuyện. Nhưng bây giờ thì bên ông Trump quyết định là đồng ý sẽ tranh luận với ông Biden vào thứ Năm này. Và bên ông Trump bắt đầu càng ngày càng thấy nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là dễ ăn ông Biden hơn, bởi vì ông nghĩ rằng là ông Biden sẽ thua và đây là cơ hội mà ông Trump có thể thắng, đặc biệt là với những cử tri mà lưỡng lự, những cử tri độc lập hoặc những cử tri mà không ưa cả hai ông. Thì trước cái ngày mà tranh luận vào thứ Năm này thì đã có những tin đồn là ông Biden vào bệnh viện, vào Camp David để mà được nghỉ ngơi, để được trích thuốc. Và bên ông Trump cũng đã từng nói trước đây là hồi tháng 3 khi mà ông Biden đọc cái bài diễn văn, tự nhiên ông đọc sai quá, dữ dội quá, thằng nghi là ông Biden được trích thuốc. Và kỳ này cũng vậy luôn. Thành ra ông Trump trong cái cuộc vận động cuối tuần vừa rồi, ông bảo là ê, người ta đưa ông Biden đến Camp David nghỉ mấy ngày xong rồi trích vô đít, ông nói thẳng luôn, nguyên văn luôn, trích vô đít. Để cho ông này nghĩa là thức tỉnh, bởi vì ông nghĩ rằng cái não của ông Biden là chết rồi, mặc dù là ông Biden hơn ông Trump có 3 tuổi thôi. Đó là lý do tại sao mà ông bên ông Trump ban đầu nghĩ là ôi ông Biden là không xứng đáng nói, thì bây giờ có cơ hội thì làm thôi. Chúng ta thắng thì tại sao chúng ta không làm? Đó. Thì đó là một cái lý do mà bên ông Trump nghĩ rằng là lúc đó hy vọng là trong 90 phút đó, thuốc nó giảm đi. Thì ông Biden ăn nói linh tinh thì ông Trump sẽ thắng. Đó là cái lý do đầu tiên mà bên ông Trump từ cái lúc mà từ cái chỗ mà coi thường cho đến cái chỗ mà gọi là thôi ông này xứng đáng để mình thắng, đằng nào mình cũng thắng rồi thì tại sao mình lại từ chối. Thì đó là cái lý do đầu tiên thưa ông. Thưa quý vị, cái khi mà lật ngược một cái gọi là luận điệu tuyên truyền thì đương nhiên nó phải có những cái lý do đằng sau lưng. Nhưng mà để cho quý vị thấy là cái sự thay đổi nó như thế nào thì hôm Chủ nhật vừa qua đài CNN có phát đi một cuộc phỏng vấn giữa các phóng viên của đài SBTN trên cái chương trình State of the Union với thống đốc tiểu bang North Dakota, ông Doug Burgum. Ông này là một người có thể ông nằm trong số những người mà ông Trump sẽ chọn làm phó tổng thống. Thì ông xuất hiện ông nói như thế này là ông Biden là đã từng có cái kinh nghiệm tranh cử cả hơn mười mấy lần và đã từng tranh cử tổng thống gọi là 4 lần và đã từng gọi là bước vào các cuộc vận động chính trị từ thời ông Nixon, có nghĩa là từ thời năm 1970. Cho nên ông Burgum nói ông Biden là một người có khả năng. This guy has got a ability. Ông này là người có khả năng. Và trong cái chuyện này, bên phía ông Trump thì dùng cái chuyện mà ông Dũng vừa mới nói là ông Biden nó có thể là chơi thuốc để mà nói chuyện cho nó hay hơn. Thì trong cái chuyện này thì cũng cho thấy rằng là cái khả năng mà bên phía ông Donald Trump nhìn nhận là ông Biden là một cái đối thủ phải nói là xứng đáng.
Trong khi đó thì bên phía ông Biden thì dựng lên cái hình ảnh của ông Donald Trump là một kẻ tâm thần, một kẻ điên rồ, và một cái điên rồ mà tội phạm. Khi một người mà không có một cái nguyên tắc mà luân lý như thế nào, một người chỉ biết lợi dụng ngay cả bạn bè của mình để làm giàu, một người chỉ biết đến chính mình mà thôi, một người không có xứng đáng vào tòa bạch ốc. Và trong cái chuyện này, bên phía ông Biden cũng khai thác vào những cái khía cạnh chính trị, giống như về cái chuyện mà về vấn đề phá thai. Thì trong cái cuộc mà tranh cử sắp tới, thì mọi người đều thấy rằng là đây là một cuộc tranh cử vô cùng quan trọng. Mà nếu mà cuộc tranh cử vô cùng quan trọng như vậy, thì nếu mà lúc nào ông Trump cũng gọi ông Biden là một đối thủ không xứng đáng, thì liệu rằng những cái sự chiến thắng của ông Trump đối với một đối thủ không xứng đáng như thế, chiến thắng đó nó có là quang vinh hay không? Đó là những vấn đề mà được đặt ra, trong khi những cái bối cảnh mà những câu chuyện, những cái chủ đề, đề tài mà được bạn sẽ được là hai ông tranh luận vào hôm thứ Năm toàn là những chủ đề nặng ký, thưa anh Dũng. Vâng, tôi đang muốn hỏi anh là tại sao mà bên ông Trump quay xe vậy? Ban đầu là coi không coi ông Biden không có xứng đáng để mà nói chuyện, tại sao bây giờ là quay xe chấp nhận cái chuyện này? Tôi đang thắc mắc cái chuyện đó, tại sao? Trước khi chúng ta đi đến cái câu trả lời là tại sao, chúng ta đi xem qua những cái chi tiết mà tại sao mà bên phía ông Biden, bên phía ông Donald Trump lại quay xe, những chi tiết nào. Ví dụ như là trong cái, hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Donald Trump xuất hiện ở tại Washington DC, ở tại một cái hội nghị dành cho giới Tin Lành bảo thủ. Ông cũng nói đến chuyện là nói móc ông Biden là đi vào Camp David để mà chuẩn bị và là để tranh luận với tôi, trong khi đó tôi không cần cái chuẩn bị gì hết. Và ông Donald Trump cũng có chơi cái kiểu mà ám chỉ là ông Biden là sẽ chơi thuốc. Thì ông này cũng nói thêm rằng là ông lại khen ông, mặc dù chửi ông Biden là chơi thuốc, nhưng ông lại nói như thế này là ông Biden này ngày xưa đã có tranh luận thắng ông Paul Ryan. Ông Paul Ryan chắc quý vị cũng còn nhớ, ông là cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa, cựu chủ tịch của Hạ Viện của Cộng Hòa trong thời gian mà cuối trào Obama và trong cái nửa nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Ông Paul Ryan bây giờ là cái người mà là tuyên bố là ông Donald Trump không xứng đáng làm chức tổng thống. Nhưng mà ông Donald Trump lại nói là trong thời gian mà ông Paul Ryan tranh cử chức phó tổng thống đứng chung liên danh với ông Mitt Romney, thì ông Paul Ryan cũng đã có một cuộc tranh luận với ông Biden và ông Biden chiến thắng. Và cái sự chiến thắng đó, bây giờ ông Donald Trump công nhận. Khi ông Trump công nhận như thế này, thì là cái ý nghĩa nó đằng sau nó rằng là ông Biden là một cái người gọi là đối thủ không phải là vừa gì. Và trong cái chuyện này cũng được xác nhận bởi cái chuyện ông thống đốc tiểu bang North Dakota, ông Burgum, ông nói rằng là ông Donald Trump mà ông Biden khi mà cần phải thể hiện cái phong cách của mình thì ông sẵn sàng ông thể hiện. Thì đây phải nói là những cái lời khen mà liên tục dành cho ông Biden. Và đi tiếp vào những cái câu chuyện này thì thưa quý vị, thì thưa anh Dũng, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm là những cái lời nói nhận định và thay đổi 180 độ như thế là họ nói với mục đích gì, mà chúng ta cũng cần liệt ra thêm những cái chi tiết đó thôi. Vâng, nhưng mà tôi vẫn đang thắc mắc là như vậy là ông khen ngợi ông Biden chứ đâu coi thường Biden đâu, đúng không? Yes, đúng không? Yes. Như vậy thì trước đây ông không muốn nói chuyện ông Biden là chuyện bình thường, mà bây giờ như vậy là ý anh nói như vậy là tôi hơi lẫn lộn chỗ này. Có nghĩa là trước đây coi thường Biden thì coi như là không muốn nói chuyện. Tự nhiên bây giờ muốn nói chuyện là bởi vì thấy ông Biden nói hay quá hay sao? Tranh luận hay quá hay sao? Thì nó hơi ngược cái chỗ này. Tức là, đó, anh hiểu ý tôi nói yes. không? Anh hiểu ý tôi nói không? Đó, tôi đang thắc mắc chỗ này, tôi đang làm lạ. Là bởi vì nếu mình coi thường người ta đó, thì bây giờ mình không muốn nói chuyện với người ta nữa.
Thì bây giờ mình phải nói chuyện lại, thì mình phải cần người ta, có đúng không? Mà đây tại sao lại khen người ta, sao lại nói chuyện lại đó? Tôi hơi thắc mắc cái chỗ đó, nó hơi lẫn lộn chỗ đó thưa anh. Lý do tại sao bên phía ông Donald Trump đột nhiên thay đổi cái chuyện là khinh thường ông Biden ngày trước, nhưng bây giờ lại có một cái giọng điệu và là 180 độ ngược lại. Xin quý vị giữ băng tần SPTN, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Trong phần trước chúng tôi đưa cho quý vị những cái thông tin liên quan đến chuyện tự nhiên bên phía ông Donald Trump đổi cái giọng điệu là nói rằng ông Biden là một đối thủ xứng đáng trong một cuộc tranh luận từ những cái lời phát biểu của thống đốc tiểu bang North Dakota, và ngay cả chính ông Donald Trump cũng nói là ông Biden và là đã từng chiến thắng ông Paul Ryan, và khi cần thì ông Biden sẽ xuất hiện đúng cái vị trí của như là xuất thần để mà trong một cái cuộc tranh luận. Thì trong cái chuyện này chúng ta thấy rằng là tại sao ông Donald Trump có những cái thái độ như thế. Một điều cũng cần nhắc lại, trong cái chuyện mà phê bình là ông Joe Biden là đến trại đến Camp David để mà chuẩn bị, thì ông Donald Trump cũng không nói rằng là trong thời gian vừa qua ông cũng đã tập luyện với những người là trong phe của ông để chuẩn bị cho cái cuộc tranh cử này. Thí dụ ông cũng đã gặp ông thượng nghị sĩ tiểu bang Florida, ông Marco Rubio, để mà huấn luyện cho ông về những cuộc tranh luận, tập luyện với ông Trump để hai ông tranh luận về những cái vấn đề, những cái chủ đề liên quan đến đối ngoại. Thì qua những chuyện này cho thấy rằng là ông Donald Trump trong lòng ông cũng phải nói rằng là không có xem thường ông Biden tí nào, mà ông cũng có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo. Những gì mà ông Donald Trump nói ra bên ngoài chê ông Biden chỉ là những cái luận điệu tuyên truyền mà thôi, nhưng trong lòng ông cũng biết đây là một cái đối thủ đáng gờm. Và trả lời cho câu hỏi của anh Dũng hồi nãy, thì thưa anh, một trong những có những một số điều người ta thấy tại sao ông Donald Trump thay đổi cái quan điểm là, thứ nhất, những người mà ông Trump cần thuyết phục đó là những cử tri độc lập, và đặc biệt là những cử tri người ta gọi là double haters, là những người mà không thích ông cũng không thích luôn ông Biden. Những người này đang chờ đợi một trong hai ông nào khá hơn thì tôi có thể, giữa hai cái tệ nhất, tôi chọn cái đỡ tệ hơn. Cho nên nếu ông Donald Trump tiếp tục cái luận điệu là chê bai ông Biden thì rốt cuộc ông lại bị mất điểm trong cái nhóm người đó, thưa anh. Tôi nghĩ rất là đơn giản là trong cái chuyện mà ông Trump quay xe để mà ông đấu với ông Biden, thứ nhất là ông nghĩ là ông Biden bị lú lẫn, cho nên ông nghĩ là ông Biden đi vô Camp David để trích thuốc, thì đó là cơ hội cho ông để ông thắng dễ dàng hơn. Về phía ông Doug Burgum hoặc là những người khác nói khen ông Biden là này kia đó là giỏi lắm, là để cho ông Trump đừng có ý ý thôi, đừng có chủ quan này. Cái chính á, ở đây hai chuyện. Chuyện thứ nhất á, là như tôi nói, ông nghĩ là ông Biden sẽ không chịu nổi 90 phút. Không chịu nổi 90 phút. Và ông nghĩ rằng ông Biden chích thuốc là thuốc nó sẽ lờn. Hoặc là có một lúc nào đó ông Biden ú ớ là ông sẽ áp đảo, ông thắng cái đó. Cái thứ hai nữa đó là ông sẽ nhắm vào cái vấn đề mà ông Hunter Biden. Hunter Biden thì ông đã không có nhắc tới, nhưng mà ông sẽ không nhắc tới cái chuyện Hunter Biden bị kết tội vì sử dụng súng, mà ông sẽ tấn công vào cái chuyện mà ông Hunter Biden bị nghi là làm ăn bên Trung Quốc, bên Nga, bên Ukraine và có liên quan ông Biden. Thì cái đó ông sẽ tấn công vào đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà ban đầu ông không muốn nói chuyện ông Biden, bây giờ muốn nói chuyện. Bởi vì ông nghĩ rằng là cho giờ phút này trong chương trình FPT Online sáng ngày hôm nay chúng tôi có nói với quý vị đó, là trước khi mà ông Biden làm tổng thống
thì hai cái ủy ban là nội an và tài chính của thượng viện đã điều tra là ông Biden không dính trong cái chuyện làm ăn với con trai ông. Nhưng mà khi đảng Cộng hòa chiếm hạ viện đấy, kiểm soát hạ viện đấy, thì ông James Comer là ông chủ tịch ủy ban giám sát và ông Jim Jordan là ông chủ tịch ủy ban tư pháp, họ đào lại cái hồ sơ này, họ làm đủ thứ, thậm chí kêu Hunter Biden ra điều trần luôn. Nhưng mà vẫn giờ phút này họ vẫn chưa tìm ra được cái dây liên hệ nào, cái sự liên hệ nào giữa làm ăn của Hunter Biden với ông Biden. Cho nên ông Donald Trump, cái đó nó nằm trong cái đầu của những cái, có thể nằm trong đầu của những cái người mà cử tri mà độc lập hoặc là cử tri mà double header đó, không ưa cả hai ông đó. Thì nếu ông Trump ông thành công trong cái việc này, ông nghĩ là ông sẽ tấn công Biden trong cái chuyện này, thì ông sẽ lấy được cái số phiếu của cái người mà lưỡng lự. Ông sẽ cho mọi người thấy là ông Biden là sẽ bí ở cái chỗ này. Bởi vì về mặt điều tra đó, cho đến giờ phút này là chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Biden có liên quan đến làm ăn của Hunter Biden cả. Nhưng mà ông Trump hy vọng vào thứ năm này, khi mà tấn công vậy, ông Biden có thể hớ hoặc là trả lời không được một số câu, thì cử tri mà lưỡng lự họ sẽ nhận xét bảo à, vậy là ông có, nhưng mà có điều là ông ăn vụng chùi mép được, chúng tôi không bắt được ông thôi. Đó, thì tôi nghĩ đó là hai cái lý do mà có thể mà ông Trump quay xe, ban đầu từ cái chỗ là không muốn nói chuyện với ông Biden, bây giờ nói chuyện. Chuyện thứ ba nữa đó, ông Biden khi mà đồng ý tranh luận ông Trump, Trump chịu liền. Bởi vì đây là cơ hội để mà ông Trump dập ông Biden. Bởi quý vị nên nhớ trước đó ông Trump đã nhiều lần bắn tiếng rồi, tôi sẵn sàng nói chuyện với Biden bất kỳ lúc nào, cỡ nào tôi cũng chơi hết á, anytime, anywhere. À, cái đồng cái ông Biden đề nghị, thì quý vị nhớ đó là như vậy, ông Biden vừa nói một cái trong ngày, vài phút sau là ông Trump đồng ý liền, không thay đổi, cơ hội bằng vàng. Là vì sao ông Biden lại muốn nói chuyện với ông Trump? Chúng ta cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ông Biden bị cái gọi là thăm dò dư luận nó xuống thấp sau ông Trump. Nên nhớ quý vị, nhớ trước khi ông Trump mà bị kết tội New York, ông Biden luôn luôn nhớ ông Trump khoảng 3 điểm. Rồi vấn đề biên giới là đủ thứ, ông Biden bị vô cái thế thủ. Cho nên ông bảo vậy thì vừa bị cái là thế thủ và vừa bị Trump kích bác là không dám nói, thì bây giờ ông mới đồng ý. Thì khi ông đề nghị một cái là ông Trump ư liền. Thì đó là ba lý do tại sao ông Trump quay xe. Thứ nhất là cơ hội bằng vàng, được nói chuyện với ông Biden, được đấu với ông Biden, mà ông nghĩ là ông Biden sẽ không dám trước đây. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề gọi là nghi ông Biden là chơi thuốc. Ông nghi từ tháng 3 khi mà ông Biden đọc bài diễn văn liên bang là ông đã nghi rồi. À, thì bây giờ nếu mà chơi thuốc là lờn thuốc, mà lờn thuốc là anh chỉ có chết với em thôi, phải không? Đó, điểm thứ ba là hồ sơ Hunter Biden. Như tôi nói hồi nãy, thường lòng, tôi nghĩ ba cái lý do đó. Trong cái chuyện đang xem thường một người và bây giờ quay ngược trở lại, bắt đầu gọi là nâng giá trị của cái đối thủ của mình, thì cái điều lớn nhất mà chúng ta có thể thấy rằng là ông Donald Trump muốn tạo một cái hình ảnh khác hơn để chinh phục những người mà còn nghi ngờ ông. Và nếu ông tiếp tục những cái luận điệu như ngày trước, như trong thời gian mà ông đối diện với những cử tri mà gọi là fan cuồng của ông, thì ông tiếp tục cái luận điệu đó thì hoàn toàn ông không cách chi ông chinh phục được những người còn lại ở nước Mỹ, những người mới thật sự là quyết định cái lá phiếu ai là người chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 11. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta cũng để ý rằng là bây giờ chúng ta thấy một chuyện ngay trong lòng của ông Donald Trump, ông cũng cảm thấy rằng là ông Biden là một cái người phải nói là đáng ngại, giống như lời của ông thống đốc tiểu bang North Dakota nói rằng ông Biden là một người rất là kinh nghiệm trong cái chuyện mà tranh cử. Ông đã tranh cử từ thập niên 70 cho đến tận bây giờ. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy những gì mà ông Donald Trump ráng là bôi vẽ, kể xấu ông Biden trong thời gian vừa qua, có thể đó không phải là sự thật. Cái sự thật mà ông đã sẽ đối diện, đó là chuyện ông Biden sẽ trở nên nguy hiểm, giống như là ông Biden đã từng tỏa sáng. Cho nên tất cả những cái luận điệu của ông Donald Trump hiện nay là ông tìm cách để làm cho cái hình ảnh của mình nó không trở nên tệ hại trước những cử tri mà độc lập và đứng giữa thần dụng. Vâng,
Thì tôi nghĩ là cái không biết là còn lý do nào khác hay không, ngoài cái chuyện như tôi nói đó, ở bên ông Trump đánh giá ông Biden cao để cho ông Trump cũng khỏi có ý thôi, chứ còn những cái chuyện mà ông Trump tự nhiên quay xe và sẵn sàng đấu với ông Biden, nó có ba cái lý do này tôi đưa ra. Nó còn một cái lý do nữa mà có thể mà chúng ta cũng biết đó, đây là cái chỗ mà để ông Trump coi như là được xuất hiện. Được xuất hiện bởi vì chúng ta biết rằng mặc dù là ông xuất hiện nhiều nơi, đi vận động nhiều nơi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là ông có lợi thế. Bởi vì chúng ta nhớ là năm 2020, trong lúc mà bị Covid-19, ông đi vận động rất là nhiều nơi và rất là đông người tập hợp, trong khi Biden đi có mấy chục mạng và cuối cùng Biden lại thắng. Đó. Thì ông Trump bây giờ thì ông ô đây cũng là cơ hội để mà xuất hiện trên truyền hình quốc gia CNN và có thể đài ABC vào tháng 9 này nếu mà không có gì trở ngại. Thì đây là hai cái cơ hội để mà ông coi như là được quảng bá. Là một, bởi vì nên nhớ ông không phải là đương nhiệm nha. Cái người đương nhiệm vẫn lợi thế hơn. Bởi vì ông Trump có đi đâu làm gì truyền thông chú ý rằng nó vẫn không bằng ông Biden. Cái người đương nhiệm vẫn là lợi thế hơn. Bởi vì ông Biden sẽ đi công du các nước nè, như vừa rồi đi đây đi đó nè, là truyền thông người ta theo, đúng không? Hay là đọc những bài diễn văn liên bang vân vân. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho ông Trump coi như là được quảng cáo một cách gọi là không miễn phí, nó thêm vào trong cái đó. Đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ là ông quay xe. Như ban đầu tôi nghĩ là ôi tôi cỡ tôi không thèm nói chuyện Biden, tôi ăn chắc rồi, tôi không thèm nói chuyện, nó nói chuyện là coi như là mất mất cái giá trị của tôi, đúng không? Nhưng mà giờ ông thấy có cơ hội ở trước mắt, thì đó là những gì mà chúng tôi nhận thấy là lý do ông Biden, ông Donald Trump quay xe tiếng lòng. Một cái do nữa chúng ta có thể thấy rằng là các cuộc thăm dò trên toàn quốc hiện nay cho thấy rằng là dân chúng Mỹ ủng hộ cho cái bản luận tội, bản kết tội, sự kết tội cũng như dành cho ông Donald Trump trở thành tội phạm, người dân chúng Mỹ ủng hộ cho cái chuyện đó. Cho nên ông Donald Trump cảm thấy rằng là mình có một cái áp lực phải làm sao để mà thay đổi cái cách nhìn của người dân Mỹ đối với ông sau khi mà ông trở thành tội phạm. Còn một cái khẩu khí mà dữ dằn và khinh miệt đối thủ, nó làm cho người ta thêm ác cảm với ông thêm nữa mà thôi. Đó là những lý do mà chúng tôi thấy là tại sao có một cái sự thay đổi về cái luận điệu của ông Donald Trump dành cho ông Biden. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, bình an. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SPTN Morning sáng ngày mai.